嘴上什么东西啊？我嘴上是吃薯片。谁给你吃的？是爸爸给我自己拿的。三星长辈，恭祝bây giờ thì cả nhà Sang sẽ qua nhà chị họ chơi cả nhà. Thì hôm qua thì hẹn trước với chị là hôm nay về thì qua nhà chị chơi á. Thì Sang mời cả nhà mình cùng đi với gia đình của Sang nhá. Đến nơi ông bà cô chú ạ. Xa y pháo tai ạ. Hello. Thì tôi chơi chơi lý tưởng của anh. Thế băng à? Hả? Con sẽ khoai tiền lo. Xa y. Thì Wang sẽ à? Chào sẽ? Chào sẽ chứ giờ? Chào bố bố. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Quang Trạch các lại có kem ăn rồi ông bà cô chú ạ. Ngon không? Ngon à? Sao? Chào cái gì à? Sô-cô-la ạ. Nó cái sầm mắt của nó mà xẻo là su cây này là cây gì không mà nó sai cả nhà cái cây bé tí mà sai thế. Quay kỹ ra, wow, hậu ta ở chế biến chưa cây này nó sai đấy ạ. Ơi, cái lý do hay sầu này quay teo lắm. Wow, cái lê ông bà cô chú ạ. Quả này bị con nấy nó ăn này này. Chắc bên xưa là mèo xưa là chắc mà xèo là của nè, mình phân quả hỏng tấu khoai là cái này cũng con tấu khoai là chưa khoai là chưa khoai là 真是小火多得很的，这吧 sai 呢那里有桃子，桃子很黄桃。cây đào nhiều này vẫn chưa chín mà ủ to thế quả to nhưng mà ta lại của nó mới xuống đấy mới xuống chứ không phải máu mà hoàng thảo không phải máu thảo mà không phải là cái hoàng sắc đấy phải không hoàng thảo cái đào là đào màu vàng ạ, nó chín thì nó sẽ màu vàng. Chứ chín chủ yếu là hồng sáo chưa mà. Có. Đa phần đều là hồng. Không phải hoàng. 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 Không phải 鼻子跟你的有点像，鼻子香。我们的就是物理学里头的这个句子。妈妈的，妈妈的，刚走的句子。是妈妈。妈妈的，刚走的句子。是。刚。只有中音吗？妈妈。好甜啊！这是就是粉肥油挑的土，没肥料似的。热的吧，肿的。嗯。看到吗？好甜啊，我的妈。嗯。好甜。要么打鱼，要么搞我，再去嘞。下班还就这么啦，电话就这么啦，忙吧。Bữa nay San qua chơi, đây là bác chị bố chồng của San ạ. Nhà bác thì chỉ có một anh trai này.
và hai anh chị thì vẫn chưa cưới nhau, chỉ về ở với nhau thôi á. Định là năm nay sẽ tổ chức vào tháng 10. Mấy tháng nay anh chị không có việc nên ở nhà 2-3 tháng á. Chị cứ hỏi San là bao giờ về để qua nhà chị chơi, chị làm món ngon cho em ăn. Hoàng Trạch ơi, trời mưa đây là nhìn cây cối mát mẻ. Nhìn không khí nó mát, sáng hẳn lên. Mấy con gà nó ra đây nó tìm cái con gì nhỉ, con giun à. Họ trồng ngô. Ngô vẫn còn non. Cảm ơn Tông Chia. Tí mới tặng vòng, chị lại tặng vòng nữa. Không biết tặng vòng gì. Không, tặng vòng. Chị, chị thích cái này? Tôi thích cái này. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Wow, hảo hảo khăn à. Chị thích cái này? Ừ, tôi còn có 2 cái. Còn có 2 cái mà, hảo khăn. Ừ? Đã rồi. Đã rồi, 又笑了，不是，这上面给他拉，对对，就也不冷，就是不冷，好看，好看吗？这在哪里买的？买的，买了吗？你买的，你还送给我？送给你啊，那我没有，那里有梨，那是别人吧？别人不要紧的。嗯，七宝。 chị bảo ở đây có cây lê ạ. Cây lê này là lê, là hàng xóm. Đây còn có cây bồng nữa. Cây bé ti mà bồng sai thế. Đấy chị ạ. Nâng nâng cái mà. Ui cái cây này nó cao, nó to chưa. Chứ không được chứ bà. Chứ sấy cha đó. Quả nó cứ nhỏ nhỏ như này. Nhưng mà chưa chín. Ê, chưa chín rồi mà. Chưa nắng sơ mà. Chưa chín rồi mà. Trời bây giờ thì cũng tạnh mưa rồi ông bà cô chú ạ. San cứ tưởng là mưa cả ngày cơ. Ở đằng trước nhà bác thì có mấy cái tập thể dục như thế này ạ. Cái khoảng trống. Bây giờ nó cũng tạnh mưa đấy. Mưa sơn à.
好多镜啊！这里有几万的网网网的拥啊！太拥挤了。Bây giờ thì mấy anh chị em San đi qua bên kia xem là có chỗ nào để câu cá không bà cô chú ạ. Ở quê thì mấy cái nhà lụp sụp như này thì vẫn có người ở ấy cả nhỉ. Họ ấy cũng khóa cửa đó. Đi từ đâu? Chỗ bên 这边站在这里，前面车子快点，站在这边，前面过一点路了。这边本来车子错车子就不要紧，有错车子的地方，车子那里。这边没车的，车的车车车车车都不让。这里好像种大木了呢，这边两道也这么低。这个路是。那么，你开车，你整尿啥的，水要小的好吧？他们来修了的。 chỗ này họ trồng cả lúa. Chứ sao biết tiên là đi phang à? Phát điện. Phát điện à mà? Ôi, chỗ này chỗ phát điện nhỉ. Cái bụi đi mà sân à? Nguy hiểm. À. 走的这地方好怕。是挂在高头还是哪？挂在高头。有水吗？应该是有，不好浇啊。地松露鱼像干呀。这里从这里是什么呢？这哪里有鱼啊？哪里有鱼？从这里都没有鱼。这 đường này nó bé không đi được cả nhà, mà đằng trước kia có cái xe nữa nó để giữa đường. Ôi sao nhìn thấy cái này hãi không gặp cái xe luôn. Hay cái chỗ điện ở dưới đây có cá ạ. Chứ là ai thì hiểu à. Có cá. Trên đó có cá. Trên đó có cá. Trên đó có điện à? Không có điện. Sao sợ cho này có điện. Tôi chỉ thôi là. Anh chị bảo đây có cá mà sao có nhìn thấy con cá ở đâu? Thái Lực thì đang tính qua đây câu cá ông bà cô chú ạ. Không biết là ở cái sông này nó có cá không? Wow, hôm nay sen đấy nó nở nhiều hoa chị ạ. Sắp có hạt sen. Hôm bữa sang qua đây thì nó chưa nở mấy, hôm nay nở hết rồi. Chỗ chỗ thay thế lại. Hả là khuấy chiều, khăn chưa để hầu khai ạ. 就停在这里，然后我们下去。在哪里呀？在哪里？哎，我搞下麦的，感觉。啊，没有啊，哪里？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 哪里
去哪？cây này cây dưa hấu. Lá hẹ. Cây xi quá. Tôi看那个西瓜行不行？可以采蜜吗？
哦，它被那个啥了。trên kia có quả dưa hấu to quá mà sang không qua được, mưa cái đất này nó lụt đấy cả nhà. Đây là xá. Rau này là toàn nhà của nhà bác sao nhỉ, bác chồng đỗ hết. Mình sẽ phải la biển. Na bên hay có. Có mấy có hoàng hoa? Có, yêu không? Không yêu rồi. Lão đó. Không có, tôi xin nên đó. Hả? Xin nên đó. Không có nên đó. Cái này có ăn được không? Cái này có được không? Hả? Cái này có. Tôi xem một cái đi. Tôi qua xem một cái. Các loại rau. Cái này. Sao lại nhỉ, phăng lên mà. Phăng là sao? Chờ, mình chưa la để thấy. Bá lì. Ủa phải. Ê ồ. Có mấy quả dưa hấu ấy cả nhà. Dưa hấu ấy. Bác lấy cái gì bác đậy về. Này mà trời mưa này không mang về có mà hỏng hết. Gì? Ui, quả to thế. Đậy bên này không hỏng. Quang Trạch cũng nói ra đây ạ. Lại qua đây tìm cá, đâu có cá đâu mà. Ui, cái cây ớt này. Cây ớt ông bà cô chú ơi. Cây nó bé tí mà quả nó sai hết nhỉ. À, quả chín rồi. Ớt. Ủa sao cái cây la treo gì mà chứ mà xèo mà. Đây ớt này. Xài nhỉ. Ui ôi, cái đường này nó trơn thế nhỉ. Chân san toàn đất. Chứ xá à. Trồng sen. Cái này là cái gì đấy? Dưa hấu họ trồng cái gì họ vứt hết đi. Nó là cái quê đi về cái dáng này mà nó xí quá lại. Ôi trời ơi, chỗ này dưa hấu nó nhiều chưa? Nó muốn ăn sai à? Nó muốn ăn sai à? Quả này là quả dưa leo ạ. À? Miền Bắc San gọi là dưa chuột. Họ trồng để lấy giống ạ. Để nó khô lấy giống. Cái quả này nó bị nở hỏng nên mà chẳng ăn. Phăng lăng phê à? Mai là mà? Ồ. Nó xa ủy bu cảo đó mai phăng cái chai lý bu rán chai ăn phăng thơ khoai tèo à. Kêu bà tư cơ. Khơi, xuyên biên cảo ấy cơ bà. Kêu bèo. Khăn nó xú lắm à. Hờ. Cô bé kêu bà nhàng nhàng xô y sơn. Hờ. Ê, bà sư. Kì. Bà sư. Đi lạp lạp chú à. Nhìn quả nó bé này nhưng mà rất là nặng. Quang Trạch nói là cái gì đấy? Có đây cái gì mẹ? Ờ, con tôm đúng không? Ờ, con tôm đúng không? Ở đấy có con tôm ạ. Con tôm nó đang ăn dưa hấu. Đó. Mama cho cái gì cho hả bà? Hả. Mẹ bắt cho con ha. Đây, xuôi đi. Bây giờ thì mấy chị em lại đi qua đây tìm xem là có quả sen không á, vặt ăn đấy cả nhà. Chưa đi phang đâu mấy hiểu rồi. Nhìn cái hoa sen đẹp này cả nhà. Cái gì hả bà? 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 Cái gì hả bà?
你也是小鱼子的呢，拿出来看看你。这不是有吗？这。这没用。这。这不能吃呀，你。没收。这不就大一点。嗯，这个可以。可以吃了吗？嗯。能不能吃？可以吃。这。给你小孩子。按得住呀。来，这。Quang Trạch thích ăn cái quả này lắm, ông bà con chú ạ, chín rồi đấy. Này, cho hỏi sư con ạ. Đây, cái nỉ cơ. Quang Trạch nó ăn dành này lắm, ông bà con chú ạ. Biết là hai mẹ con San thích ăn hạt sen nên là hai anh chị lặn lội xuống dưới để vặt cho hai mẹ con San ăn. Hạt sen ngon lắm cả nhà. Quang Thành ngồi đây ăn luôn không chịu về luôn đấy. Ngồi giữa đường. Đi con này, đi. Quang Trạch nó nghiện cái quả này. Hạt sen này bây giờ trên thành phố là họ ấy bán mấy trăm nghìn một ký ấy cả nhà, đắt lắm. Hôm bữa San thấy họ ấy bán có hỏi mà thấy đắt quá nên là không có mua. Qua đó hai anh chị vặt hạt sen cho ăn no mới đi về ông bà cô chú ạ. Được một buổi ăn đã quá. Thái Lực thì vừa nãy nhìn thấy cái sông đấy cũng nhiều nước thì anh về trước để câu cá rồi. Còn mỗi hai mẹ con San ở đây thôi. Cái quả bí này nó to chứ ạ. Ui, họ trồng cái quả bí to thế. To cực kỳ luôn. Trồng hoa hồng mà mưa nó rũ hết rồi đấy. Chị kêu là chị dẫn San đi. Chưng xoan sư bảo. Sư bảo xoan. Nho ông bà cô chú ạ. Ui nó chín rồi nè. Thiếm không thiếm không? Thiếm. Thiếm à? Đi bèo zài là cái chín đờ ra. Xoan xoan thiếm thiếm. Kì. Chua chua ngọt ngọt. Quả thì to lắm. Có bao nhiêu sư? Thầy xoan là. Bú xoan. Hải bố xoan. Nhiều nước hết. Sâu lạ. Sâu lạ. Nhi zai hủ đi mà. Hảo xoan ạ. Mô đi, nhi bù zai hủ đi à. Nhi zai hủ. Nhi wông à. Nhi biết mà hãy cào điêu lô. Chào hồi chú lạ. Chào. Cái hai chị nhìn thích nha. Khan được hồ này cái đèn à. Liang đèn. Liu Biao tại gia lý thân chuyển mà nó chạy là mà. Hả? Hổ là, bước đầu là. Sư tử mà. Cây này là cây hồng ạ. Ừ, nhìn mấy cái cây ở bên này họ trồng á. Cây thì nhỏ nhưng mà quả rất là sai ạ. Ê. Đeo là. Chị vặt cho San mấy quả chả chua. Hôm bữa cho San ăn vẫn chưa hết. Nay cho mấy quả nữa vì nó chín nhiều quá. Không vặt đi nó rụng hết xuống dưới. Chị khăn đi bớt sơ thật teo quá. Lia được cái đấy. Cái này lia rồi. Mà hồi đi chảo chứ, càng phải chứ. Càng phải chứ. Đây nha. Cái này.
Cá trắng. Ui, cái quả này nó thích chưa? Hai bác cháu nghỉ chiều. Quay chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh. Bây giờ thì cũng tối rồi á, thì bác giữ cả nhà San ở đây ăn cơm ông bà cô chú ạ. Có mè không bà cô chú ăn cơm. Con sữa đấy. Con sữa. Ông bà có nghe, ông bà cô chú nghe thấy con Trạch nói gì không ạ? Con Trạch nói là con mời ông bà cô chú ăn cơm ạ. Con sữa hay là, con hay là ạ? Sao mà ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm với gia đình của San ạ? Anh chị à? Bữa cơm hôm nay thì San ăn được đúng hai món là món khoai tây xào với lại món cà chua xào với lại trứng cả nhà. Vì là những cái món mà cá này với lại thịt bò là nó cay lắm, không ăn được. Cay, rất là cay luôn á. Thái lực đi câu cá mà không được con nào. Cho xong chơi ra cái sợi dây thế mà. Hả? Đây là cái sợi. Theo về thế đi câu cá không được con nào. Về tay không. Má của cái miệng này lâu chị. Nhớ cái này.
就是今天我们碰到的人。可以啊。你看他干嘛？他坐在那个番茄上了吗？还是？ 奶奶呢？奶奶在哪？在里面。这里。回去了，吃不起包子啊？不吃了。我吃饱了。奶奶，你回去了。回去，就是回家。吃饱了。 Bữa nay cả nhà San qua nhà bác chơi này rất là vui, mà được ăn no xong mới đi về nữa. Thì video của San đến đây cũng là kết thúc rồi. San cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã luôn yêu thương và ủng hộ cho gia đình của San ạ. San cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video lần tiếp theo nha.